Đây là cái bà già đánh đá cái hôm đây mọi người này, bà già đánh đá mà hôm mình hỏi bà ấy bảo là cháu hỏi nhưng mà bà trả lời cũng nhọc lắm đấy, nên bà đã bảo là bà ấy đi ăn cướp đấy. Hôm nay mình lại bắt gặp được bà ấy ở đây thì là mình sẽ lại mình hỏi chuyện bà ấy tiếp nha các bác, xem coi là bà ấy hôm nay có còn đánh đá nữa không. Và mình giờ này cũng đang là cái giờ ăn cơm rồi nên là mình sẽ lại mình hỏi xem hay là bà có ăn tối không, thì mình sẽ mời bà đi ăn tối xong rồi hôm nay bà còn đánh đá là không cả nhà nha. Mời các bạn này đi theo chân mình nào. Bà không cần cháu giáo phụ xe à? Cháu bỏ lên xe ô tô của cháu chở bà. Đã. Đường làng cháu cũng giác hộ để cho bà. Nhưng mà bà ăn cơm chưa? Cháu lấy rồi. Bà ăn cơm chưa? Cháu mời bà ăn cơm. Không. Không có giày bay. Ồ, trời ơi, cháu thấy bà vậy, cháu giúp bà đi. Nhưng mà bà ấy đi là bằng cái quấy giày con cháu. Không việc chi phải giày, cháu thấy bà mệt mỏi lắm. Cháu thấy bà mệt mỏi, bà ngồi nghỉ đây. Bà mệt mỏi cả đời chứ. Mệt mỏi cả đời á. Không, vài năm nay. Đây là xe ô tô của cháu bà nè. Cháu mời bà lên xe được không? Bà không đi được xe, đi tí thôi mà say rồi. Cháu mở cửa hết ra cho bà. Không, bà bây giờ mi tốt thì dưới đi. Bà mở cửa cho mi làm ăn cho mày. Bà mở cửa làm ăn cho mày. Đâu bà mừng tuổi cháu đâu? Đâu đưa. À ha ha dạ. 10.000 đâu? 10.000 là đi làm ăn suốt đời. Thật à? Ừ. Đi để ý con. Đi phải lấy mình đừng có chụp chặt. À. Ừ. Bà mừng tuổi cho cháu một đồng, cháu mừng tuổi cháu lại giúp đỡ bà nhiều đồng. Tiền và nói hết à. Sao làm? Bà cho cháu cái này lên người tí nào, nói chuyện với bà chút nào. Không, cháu cái này thôi. Không. Đấy, không. Rồi. Không sao hết. Cái đây là cái nói chuyện cho cháu dễ nghe vì cháu là tai điếc nè. Ui sao bà nhiều tiền thế? Ở chùa đó. Dạ. Một ngày ở chùa đó. Cái hôm cháu gặp bà cháu thấy bà đánh đá lắm mà hôm nay bà lại hiện tích con thế. Bà đánh đá với người đánh đá. Mất dạy là chết với bà. À. Bà cho cháu 10.000 luôn à? Cứ cầm làm ăn được thì mới sao cháu cho lại. À. Bà ừ, cháu bà. Nói vui thôi chứ cháu không lấy của bà đâu. Nói gì? Bà đưa cho ai cũng may mắn cả. À thế à? Ừ. Thế bà cho cháu 10.000 lộc thì cháu xin cháu bà nha. Cứ cầm đấy đó. Cháu xin bà nha. Ừ, cứ bà cứ ngồi nghỉ đi. Không. Chứ bà đi đâu? Để bà ngồi tiếp bà mẹ. Thì bà cứ ngồi nghỉ đi, cháu ngồi nói chuyện với bà chút rồi bà đi lúc nào bà đi. Đúng không? Nhà bà ở đâu? Bà à... bà có khăn nước không? Cháu mua nước cho bà. Không. Nước này là gì? Làm cho một thế bà ăn cơm chưa? Không, đây cháu đi này, cháu nói chuyện với bà tí. Ôi. À cháu để đây, để đây rồi. Cháu bây giờ cháu lai bà đi ăn cơm à? Không, bà có ăn được không mày? Đang không ăn được. Bà ăn yếu. Ăn yếu à? Ừ. Bà toàn sao mai đến đây thì bà ngủ chưa chưa dậy. Đến răng rửa mặt xong rồi chải đầu cho chiếc rồi. Thế là bà cứ ra cho quán cho con Lợi bán bánh rã đấy. À. Dạ ăn có dứa. Thế bà đi cả ngày hôm nay bà nhặt được mấy chai ống hả? Nhặt là cố gắng mới nhặt. Tại vì làm một con người là phải lao động. Nhưng mà nay bà nhiều tuổi cho bà? Bà 84 rồi. Ô trời 84 rồi. Mà bà vẫn lao động. Vẫn lao động, bà lao động thì nhiều hơn cho bà. Bây giờ một ngày mà không lao động là bà không chịu được. Không làm việc nọ thì bà làm việc kia. À, không làm việc nọ phải làm việc kia. Con người lao động. Lúc mà đang chế nó máy khâu rồi bà xén rồi. Đủ các kiểu. À. Bây giờ già rồi. Ra ngoài đây vài năm mà toàn đi bán rau cho không được đi đó. À thế à? Thế bây giờ đâu, không rau nữa. Đừng. Không, không mình chi đâu ạ. Đừng có đụng một người bà. À rồi ok bà, cháu không đụng nè.
Rồi, không có gì nữa đâu. Biết rằng là bà thờ trên đây là bữa sau bà về nước trên đường những thứ. Tức là bà chua là các cháu bà cầm đi. Con chua chảy may mắn. Vâng. Thế bà cho cháu cái lộc cháu xin bà nha. Cháu cũng muốn giúp đỡ bà nhưng mà bà biết lại không bà cần. Nghe cái tiếng cháu là bà biết là cháu muốn giúp phép thiểu nhưng mình bà không chưa cần. Cháu thấy bà mệt lắm, cháu thấy bà dắt xe cháu cũng bà muốn suốt đời mệt. Ai tí là cháu dắt hộ xe cho bà. Tôi hai cây số. Hai cây nhà bà ở đâu nào? Tôi được rồi, về sau rồi biết. Chắc nhà bà ở Làng Ngòn hay Đồng Cao? Đó. Ngoài đó. Sao cháu biết? Có con chưa? Cháu có con rồi. Ừ. Cháu hay đi qua cái tuyến đường này, cháu hay thấy bà mà hôm hỏi bà hỏi bà đi ăn cướp. Ồ, bà hay gắt lắm. Bà hay gắt lắm nhỉ. Cháu hỏi bà đi đâu bà? À? Bà nhọc lắm. Bà nhọc lắm hả? Bà chưa thấy bà khỏe được cái mô cho nên bà gắt như mất. Sao bà không, bà mệt sao bà không ở nhà bà nghỉ? Ồ, ở nhà còn mệt hơn. Ở nhà còn mệt hơn á? Mệt hơn rồi cháu biết đâu xung quanh thằng thuốc. Nhà thi hố thì cũng đổi, đừng là đừng lợi, đừng lắm. Nhà nơi ai cũng giàu sang bốc nghĩ nhà này. 4 năm từng mình nhớ nhà dưới. Nhưng bà ở với ai? À, bà nuôi con cháu hả? Bà nuôi với con cháu à? Hay bà ở một mình? Hay bà lên xe của cháu này, cháu chở bà về. Đừng đi trong xóm. Ô tô của cháu đang để đây nè. Đang đi rồi, đi để say. Ờ, bà đi ông chí là bà nhậm bún. Tôi cứ thỉnh thoảng gặp bà là kêu bà nhé. Kêu bà cái mấy bữa bà toàn cứ chửi cháu nhé. Chửi cháu là gì? Bà nhọc lắm, nói chuyện bà nhọc lắm. À. Ừ. Thế tuổi này bà ở nhà bà nghỉ đi. Rồi vài năm nữa đi. Thế bà không ăn cơm à? Ôi trời, ăn đi cơm. Cơm thiếu chi. Cháu dẫn bà vào quán cơm mà ăn. Chưa chưa bà thèm. Ôi trời ơi, ăn cơm lại bảo thèm vào. Bà chứ bà ăn bánh lá với lề đó bà. À, bà ăn bánh lá hả? Ừ. Sáng mai bà có ăn không? Cháu gặp bà cháu mua cho bà. Đứa đi. Dạ. Mãi đến 12 giờ bà mới đi qua đây. Cháu gặp được không? Bà ngồi cái gì thế? Rồi đi về đó. Bà ngồi rất quen rồi à? Rồi đi về. À, có nghĩa là bây giờ bà đứng lên là chóng mặt hả? Ừ, cho nên ngồi về. Bà ngồi thì cho anh đỡ chóng mặt rồi mới đứng được. Ừ. Cháu đỡ bà lên. Thôi không cần. Trời ơi, 84 tuổi rồi còn. Ừ, đi đẹp trai. Không biết mình có chịu khó làm ăn, không có già khổ lắm. À. Thế bà cho cháu lộc hôm nay. Ừ. Bà cho cháu lộc cho xin bà nhá. Ừ. Này cháu mà gặp bà cháu kêu bà cháu nói chuyện với bà nhá. Ừ. Cháu biết à, cháu có bà đây là bà biết. À, cháu chỉ cần hỏi cháu và bà đây hả? Ừ. Thế này bà thích ăn bánh lá, cháu mà gặp bà cháu mua bánh lá cho bà. Thì 12 giờ, à 21 giờ bà cứ đi ngoài đây. Bà cứ lọc cho con mình đi. Cháu thấy chưa bà cũng đi mà. Ờ, chưa đó. Cho bà thích ăn bánh lá nhất hả? Ừ. Để cho giác hộ xe cho bà. Cô không cần. Bánh lá nhà con lợi đây. À, phải đúng bánh lá nhà con lợi bà mới ăn à? Lợi với anh con trường học ạ. À, phải đúng nhà con lợi bà mới ăn. Còn bước vẫn không ăn nữa. Để cháu dắt hộ xe cho đỡ mệt. Bà dặn câu này với chịu khó chào khách chào giếp đi mày.
làm đi nhá. À không có đến lúc già khổ lắm nhá. Đúng rồi, bà nói chuẩn đấy. Sao bà biết cháu làm nghề phải chào khách? Chào. Cháu đang làm nghề ngày nào cũng phải cần khách thôi mà. Ừ. Được rồi, hôm nay gặp bà đến đây rồi, bữa nào bà cháu mình gặp nhau nói chuyện thêm nữa. Ừ. Bây giờ bà về đi cẩn thận nhá. Ừ. Bye bye bà nhá. Ừ. Rồi bà cho cháu xin lại cái mic trên đây cái nào. Đây, đây cái mic lúc nãy cháu cài rồi. Được rồi, được rồi. Bye bye bà nhá. Ừ.